Huyện Đắk Nông. Cà Mau. Ở đây là Quảng Ngãi. Hai xem kênh mấy đứa này nè. Hay lắm. Kênh người này, cái gì quen được. Mấy em có biết anh Cảnh hay sao không? Kênh YouTube là... Kênh YouTube của em là gì? Đúng rồi, hãy xem. Hãy theo dõi. Bé này là mấy tuổi rồi? 27 rồi. Có biết là hai có biết là hai vợ chồng thầy giáo tiếng Hàn không? Bên Hà Nội á, quê là bên gốc anh Nghệ An này. Kênh đó hay theo dõi nhất, hay lắm. Không cô. Trong TV hay xem nhất đây này này, bé này này. Trên hơi rèn này, đúng không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.